Đây là căn hộ mẫu của dự án Q7 Hưng Thịnh, căn hộ 2 phòng ngủ. Đây là các trang thiết bị sẽ bàn giao cho khách hàng. Cửa chống cháy và sử dụng là Smart Home. Đây, chúng ta có các công tắc sử dụng cho Smart Home. Và cái cửa là có tự động đóng lại. Thì bên thiết kế nhìn rất đẹp, nhìn sáng ngôi nhà. Và bên tay phải của chúng ta là một cái phòng ngủ. Bàn giao là phòng ngủ sẽ được lót gỗ, tất cả các phòng ngủ. Và bên tay trái là chúng ta là nhà vệ sinh. Tất cả các phòng vệ sinh đều được bàn giao như thế này, có kính. Kính phòng tắm đứng. Đây là trang thiết bị của Toto. Vòi rửa Toto. Và chúng ta có Smart Home, thì đây là trang thiết bị khi mà chúng ta liên lạc với bên ngoài và bên dưới của sảnh. Có khách tới thăm thì chúng ta sẽ sử dụng qua bên đây. Báo với chủ nhân của tòa nhà, của căn hộ. Đây là có cái ban công. Ban công là cửa lùa. Chúng ta sử dụng cửa lùa nên rất là thoáng và kín. Cách âm, mặc dù bên ngoài thì rất là ồn, nhưng mà khi sử dụng cái cửa kín này thì chúng ta không nghe được các âm thanh tiếng động màu màu của bên ngoài. Đây. Cái lan can của chúng ta là rất là cao. Sẽ hạn chế được các trẻ em mà hay leo trèo. Rất là nguy hiểm cho trẻ em, thì cái lan can này sử dụng rất là cao đây. An toàn cho trẻ em. Đây là một cái phòng ngủ master. Thì phòng ngủ master thì sẽ có nhà vệ sinh ở bên trong phòng. Đây là phòng ngủ master. Đó. Hệ thống Smart Home này. Chúng ta bấm tắt đây. Phòng master chúng ta có cửa sổ như thế này. Cửa rất là tốt ha. Tay vịn cũng tốt ha. Đây, nhà vệ sinh. Những cái nút tay. Smart Home. Bếp, bàn giao kệ bếp trên, kệ bếp dưới. Đây là cái trang thiết bị bồn rửa đây. Ta thấy là Maloka hiểu rồi. Đây. Và bộ bếp. Máy khử mùi ở đây. Là chúng ta có cái lô gia. Lô gia là để phơi đồ ngay cái phòng bếp của mình.
đó là chính là cái căn 2 phòng ngủ của dự án Q7 Hưng Thịnh. Chủ đầu tư Hưng Thịnh là khá là uy tín hiện nay. Chúng ta nhìn lại một vòng của căn hộ của anh từ bên ngoài nha.